nam diễn viên gọt mặt để đóng phim với Lưu Diệc Phi, Nhiếp Viễn sửa mặt để đóng Dương Quá, nhưng cuối cùng vai chính lại rơi vào tay Huỳnh Hiểu Minh. Lý do nam diễn viên buột mất vai Lưu Diệc Phi có một phần liên quan. Thần Điêu Đại Hiệp 2006 là một trong những tác phẩm đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi lên tầm cao mới. Phiên bản Dương Quá, tiểu long nữ này được khán giả đánh giá không kém cạnh bản phim do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Diễn xuất còn thiếu sót nhưng bù lại họ có nhan sắc níu giữ người xem. Ít ai biết rằng người đầu tiên được đạo diễn Trương Kỷ Trung nhắm vào vai Dương Quá là Nhiếp Viễn. Thời điểm đó, anh là cái tên hot nhờ thành công của loạt phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Thiến Nữ U Hồn, Tuyết Sơn Phi Hồ. Ngoại hình nam diễn viên không xuất chúng nhưng diễn xuất tốt và phù hợp với phong thái đại hiệp cổ trang. Trở thành ứng viên sáng giá, Nhiếp Viễn tưởng bản thân chắc chắn đóng chính, thậm chí gọt cằm để bớt góc cạnh, trẻ trung hơn. Dù vậy, cuối cùng Huỳnh Hiểu Minh lại là người được chọn. Nam diễn viên lên tiếng than vãn, việc tuyển diễn viên có nhiều điều đã nói. Theo Sohu, một trong những lý do chính khiến Trương Kỷ Trung phải đi tìm người thế chân vì Lưu Diệc Phi chê bạn diễn không điển trai. Năm 2005 đến 2006, nữ diễn viên 8X đang là sao? Trẻ được giới truyền thông săn đón sau thành công của vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Cô còn có cha nuôi Trần Kim Phi là đại gia quyền lực giới giải trí, vì thế ý kiến của Lưu Diệc Phi có trọng lượng, nhà sản xuất không thể làm ngơ. Trượt vai trong Thần Điêu Đại Hiệp, đến năm 2010 anh mới có cơ hội làm việc với đạo diễn Trương Kỷ Trung trong Tây Du Ký, nhận vai Đường Tăng. Vai diễn giúp anh được chú ý nhưng sự nghiệp về sau ngày càng lận đận với nhiều scandal rúng động showbiz, Hoa ngữ. Năm 2015, Nhiếp Viễn bị phạt 1 năm tù treo vì đánh người. Sau thời gian trượt dài, không có tác phẩm ấn tượng, bom tấn cổ trang Diên Hy Công Lược năm 2008 giúp nam diễn viên được chú ý trở lại.